hãy chiếu sáng tâm hồn con, ngọn lửa hồng từ ngàn đời là tình yêu nhiều Chúa vượt qua đêm tối và chiếu sáng trên trần gian. Mọi người xin cho con một tình yêu Chúa như ánh sao đêm soi dẫn nghèo về vượt tâm tôi qua biển anh xa dẫn đưa con thoát khỏi bên mê. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống một tình yêu đích thực, đó là tình yêu biết quên mình. Chúng ta dâng lễ hợp với nhau tạ ơn Chúa đã yêu thương, chết cho chúng ta được sống, xin cho chúng ta lớn lên mỗi ngày trong những việc hy sinh, quên mình. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các bạn trẻ bắt đầu một đời sống mới từ những ngày còn trẻ đây, bằng một đời sống mang niềm vui đến cho người khác. Chúng ta cũng hợp ý cầu nguyện xin ơn bình an cho gia đình, cầu cho các linh hồn Nicola, Maria, Paolo, Martino, Lucia và Phêrô. Để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Con chúng tùng Chúa, chúng con tôn Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đức Thánh, chỉ có Chúa là Chúa.
thánh thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kinh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đang hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Bài trích sách khôn ngoan. Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề. Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu thấu thánh ý của Chúa? Nếu Chúa không ban sự khôn ngoan và không sai thánh thần Chúa từ trời cao xuống, như thế mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa. Vì lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan. Đó là lời Chúa. Thực ngàn năm ở trước thiên nhân, tựa hồ như một ngày đã cuốn, như một đêm tức dân cầm canh. Chúa khiến con người trở về vui lần thôi, hãy trở về gốc nơi người. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ dung thân muôn đời, Ngài là ánh sáng soi rạng ngời từ đời này cho tới đời kia. Cuộc đời qua tựa giấc chiêm bao, tựa hồ như cỏ đồng xanh thắm, khi chiều tan lá úa tàn khô. Chúa ơi xin Ngài trở lại và xót thương, chờ con để tới bao giờ. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ dung thân muôn đời, Ngài là ánh sáng soi rạng ngời từ đời này cho tới đời kia. Nguyện xin Chúa Ngài hãy ban cho được đầy no ân tình của Chúa, để niềm vui thắm mãi đời con. Chúa thương ban ân sủng Ngài và niềm tô gia nghiệp mà chúng con là. Con lạy Chúa, Ngài là chỗ dung thân muôn đời, Ngài là ánh sáng soi rạng ngời từ đời này cho tới đời kia. Chiếc thư Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Philemon. Các con thân mến, Phaolô già nua
và hiện đang bị cầm tù vì Đức Giêsu Kitô. Cha này sinh con cho ông Nê-si-mô, đứa con cha đã sinh ra trong xiềng xích. Cha trao nó lại cho con. Phần con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì tin mừng. Nhưng vì chưa biết ý con nên cha không muốn làm gì, để việc nghĩa con làm là một việc tự ý chứ không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa con một thời gian để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu con nhận ra cha là bạn hữu thì xin con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy. Đó là lời Chúa. Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, người ngoảnh lại bảo họ rằng: nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có thì không thể làm môn đệ ta. Đó là lời Chúa. Cùng đoàn phụng vụ và giới trẻ các con thân mến, mới vô mà Chúa đã thấy bắt phải từ bỏ cái này từ bỏ cái kia, từ bỏ của cái và buộc bỏ cả chính mình nữa thì mới được làm môn đệ của Chúa. Cái gì thì nói nghe đến từ bỏ thì ai cũng thấy nó không có được rồi. Thế nhưng mà đó mới là cái điều kiện không thể thiếu được của tình yêu. Lời Chúa nói không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Tình yêu thì nó đòi chúng ta phải bỏ hết. Còn khi nào mà chúng ta còn chưa bỏ hết thì tình yêu nó vẫn còn có một chút chưa phải là cái tình yêu. Người ta kể chuyện có một cô giàu có đến mua một căn nhà khang trang đẹp, và bên cạnh đó có một cái căn nhà cũng sụp sệ của một gia đình nghèo khổ, và ở bên cạnh một cái nhà sập sệ như vậy thì cũng hơi lo một chút.
họ nghèo như vậy, có khi nào đó mà họ mượn của mình cái này cái kia chăng, không biết nữa. Nhưng mà thôi cứ lo lo một tí, rồi thì khóa cửa lại cho kỹ, có gì đâu. Thế và rồi tối hôm đó, ngay ngày đầu tiên, tự nhiên điện nó cúp. Cái nhà bên cạnh có cháu bé đi qua, mới gõ cửa xong rồi cô này ra. Cái hỏi là cô có nến không? Thì đúng là cô này có một cây nến, mà bảo là bây giờ mình cho nó thì rồi lần sau nó lại sang nó hỏi nữa. Thành ra cô ta mới nói à không. Thế thì đứa bé đó nó mới cầm đưa cho cô một cây nến, và nhà cháu có hai cây, đây cô cầm lấy một cây, vậy là tốt rồi, đẹp rồi. Và cô ta vào trong phòng và thấy là xấu hổ quá sức. Mình thì nhà đẹp hơn, to hơn, mà cái lòng thì lại nhỏ hơn. Cái đứa bé này khi thấy cúp điện một cái, nó nghĩ ngay đến cái việc mà tốt nó có thể giúp cho. Và nó qua nó hỏi luôn, nhà cô có nến không? Và rồi đưa cho cô một cây nến. Tình yêu nó là như thế, tức là không có tính toán, là cho đi, là quên mình. Và Chúa nói ngay cả mạng sống mình cũng phải bỏ đi, nếu không thì không thể làm môn đệ ta. Dĩ nhiên Chúa đòi như vậy đối với chúng ta là cao quá, nhưng mà tình yêu nó là như thế. Và cũng một bài học nữa tôi học được trong ngày hôm nay, đó là có một người nói xấu người kia, và người kia biết được. Và làm sao đây? Người kia lại nói tốt về cái người nói xấu mình. Người ông A nói với ông B về ông C và nói xấu, không ra làm sao hết, kém lắm, tồi lắm. Ông C nghe rồi, biết rồi, nhưng mà lại nói với ông B đó, lại khen ông A này. Và ta nghĩ coi, nếu mà ta là ông B, ta là người đứng nghe cả hai bên đó, thì ta thấy làm sao? Ông này nói xấu ông kia lại nói tốt cho ông này, thì tự nhiên ta thấy ngay có cảm tình với cái ông mà bị nói xấu mà lại nói tốt người khác. Còn nếu như cái ông nói xấu này kia ông nói tốt về mình, thì phải nói cũng ngượng, giống như cái cô mà không muốn cho người ta mượn cây nến mà lại được người ta cho mượn cây nến. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng ta. Và trong tình yêu thì không có so đo, không có tính toán, chỉ biết một điều là cho đi, là chịu thiệt, là chịu vất vả, cực nhọc, miễn là người kia được tốt đẹp hơn. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng chứng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chiều nan đời quan phong siêu vi la tu, chiều đông đinh trên cây thánh giá, trên và thánh sát xuống cùng tu tung, ngày thứ ba đời trong kẻ chết mà sống lại, lên trời như bên đường Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội Thánh Thần có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống lại. Amen. Anh chị em thân mến,
Từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Chúa chính là sự khôn ngoan và ân phúc tuyệt vời Chúa ban. Cậy trông và ơn Chúa giúp chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin. Hội thánh có sứ mạng bên vực những người thiệt thòi, nghèo khổ, bần cùng. Xin Chúa củng cố và chúc lành cho những dự phóng của Đức Thánh Cha và các vị chủ chanh, để các ngài không ngừng kiến tạo và cổ võ các công cuộc nhân đạo trên khắp hoàn cầu, bằng lời rao giảng và bằng mọi phương thế hữu hiệu Chúa ban. Xin Chúa Chúa phán: ai không vác thập giá mình thì không đáng là môn đệ ta. Xin cho những người đang đau yếu bệnh tật được thông phần vào cuộc thương khó Chúa, mà vững lòng tin cậy, phó thác vào lòng thương xót Chúa. Những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta can đảm sống theo lề luật và thánh ý Chúa, để luôn bước đi trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Lạy Chúa, xin thương nhầm lời chúng con khẩn nguyện, giúp chúng con vượt qua tính vị kỷ mà thực lòng sống cho anh em, nhờ đó mà chúng con đến với Chúa gần hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghe lễ bài tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hối cho chúng ta cùng bàn lễ hội thánh người. Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiên thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ, thúc đẩy chúng con nên y hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, Ấp là Thiên Ta. Lạy Chúa là Cha, lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con.
Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, đều Chúa quy mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Thánh thần thần, Chúa là Thiên Chúa các đạo linh, trời lớn đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên thiên thần trời, chúng tôn đấng người lên nhận danh Chúa. Hoan hô Chúa trên thiên thần trời. Lạy Chúa, Chúa thân là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chữ tin và tuyên xưng Chúa sống lại cho tôi nghe Chúa đê. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con, Đức Cha Thomas và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tu tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sung đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha lỗi chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi chúng con. Xin Cha để chúng con sẽ chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Về vang quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban đây trên Thiên Chúa, đây đừng xoa tôi trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng gian Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Chúa rằng ai không phát thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Chúa Giêsu bảo những người đi theo Chúa rằng ai không phát thập giá mà ta thì không thể làm môn đệ ta. Chúa Giêsu bảo những người đi theo Chúa rằng ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người chúng con nhận ra giá trị của sự từ bỏ, nhất là biết từ bỏ ý riêng để sống hiệp nhất và vác thánh giá theo bổn phận hàng ngày. Amen. Đường đi có Chúa dẫn, nguy ta có lo chi. Đường đi có Chúa, đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hằng hái lên đường trong gai nguy khó coi thường.
ta đi theo răng tình thương. Cùng nhau ta quyết thiên ngang theo Chúa ra đi, dù đường đầy muôn trông gai ta có lo chi. Đi theo Thiên Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời, mong cho giáng lâm Chúa Trời. Chúa là mùng tư dân dân ta đi, Chúa là ánh sáng soi lối ta đi. Đi có Chúa ta không còn lo lắng chi, trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi. Đường đi có Chúa giang nguy ta có lo chi, đường đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hằng ái lên đường trong gai nguy khó coi thường, ra đi theo răng tình thương. Cùng nhau ta quyết hiên ngang theo Chúa ra đi, dù đường đầy muôn trông gai ta có lo chi. Đi theo Thiên Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời, mong cho sáng danh Chúa Trời. Chúa là đường ngày ta quyết đi theo, Chúa là chân lý ta quyết tin yêu. Đi theo Chúa không nơi truyền rao phúc âm, mang tin mến yêu thương nào ta bước đi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và bánh thánh để dựng nuôi và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này, hầu đang được thông phần sự sống của Đức Kitô luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lạy xong chúc anh chị em đi bình an. Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cha
cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng ta kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội thế này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội thế này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Ngàn hoa đẹp tươi con dâng lên nữ vương, con dâng lên nữ vương cùng tiếng ca nguyện cầu tháng ngày vòng ban. Ôi mẹ Chúa thiên đường, mẹ ban cho hồn con xin đem tựa hoa chính nhuận thấm hương thơm nồng ngát mây nhẹ nhàng tới quê thiên đường. Ngàn hoa đẹp tươi con dâng lên nữ vương, con dâng lên nữ vương cùng tiếng ca nguyện cầu tháng ngày vòng ngân. Ôi mẹ Chúa thiên nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.